Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bộ khóa học mới nhất của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Trước hết thì xin được chào tất cả các anh chị và các bạn. Đây là một cái bộ khóa học mà tôi đã suy nghĩ rất là nhiều để viết ra nó và để dành riêng cho các anh chị và các bạn là những người là các bác nông dân, các cô dì chú bác hay là các anh chị hay là các bạn, đúng không ạ? Trong cái lĩnh vực là bán hàng quảng cáo trên mạng internet online 4.0, đối với những cái bác nông dân bán các cái sản phẩm nông sản. Vâng, tên khóa học của tôi là bán nông sản thời 4.0, và các bạn hoàn toàn có thể áp dụng trong lĩnh vực thủy sản, hải sản. Cho nên là cái khóa học này sẽ bao gồm nông sản, thủy sản và hải sản, nhưng mà tôi chú trọng nói về nông sản. Thì những cái ngành này là cái ngành mà các bạn rất là dễ bị tổn thương, được chưa ạ? Tên cái khóa học là như vậy. Thế thì đầu tiên thì tôi sẽ muốn giới thiệu về chương trình khóa học này gồm những cái gì, tên tôi là gì, ai nên học. Đây là những cái phần cơ bản nhất của cái khóa học này. Trước hết thì cho phép tôi giới thiệu với anh chị và các bạn, tên tôi là Nguyễn Phan Anh. Hiện nay thì tôi đã giảng dạy ở bậc đại học, cụ thể là trường học thương mại đã từ năm 2008 tới nay. Vâng, và giảng dạy trong lĩnh vực thương mại điện tử, marketing điện tử. Thì tôi cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm đào tạo, tư vấn cho các doanh nghiệp và đặc biệt là những người bán hàng online. Tôi thì năm nay là tại thời điểm 2020, thì năm nay tôi là 35 tuổi. Chắc là cũng dễ là xưng hô với các anh chị và các bạn, và các bác, các cô, các chú, các anh chị để thuận tiện, để cho phép tôi xưng tôi và gọi các anh chị. Vâng, có thể là các anh chị lớn tuổi hơn hoặc là cô dì chú bác anh chị lớn tuổi hơn hay là các em, thì chúng ta sẽ xưng hô như thế cho nó dễ. Và cái khóa học này tôi dành riêng, dành tặng cho các bác nông dân, những người mà đang kinh doanh sản phẩm nông sản, trồng ra những cái sản phẩm nông sản, nuôi trồng để bán. Mục tiêu của tôi là giúp các anh chị và các bạn là tiếp cận được với công nghệ và internet để các anh chị có thể chủ động được về cái việc bán hàng trong nước cũng như là thế giới. Thì đấy là cái chuyên môn của tôi. Các anh chị có thể xem cái CV của tôi trên trang web pamarketing.vn. Trên này có CV của tôi rất là đầy đủ. Và tôi rất mong là những cái kiến thức chúng tôi sắp trình bày trong các cái bài học sẽ giúp ích cho các anh chị, các cô dì chú bác một phần nhỏ nào đó để cái quá trình bán hàng, khởi nghiệp và giải quyết được cái vấn đề về nông sản của mình cứ được mùa mất giá. Được giá thì lại mất mùa, rất là đau khổ, đúng không ạ? Tôi đã có hàng chục cái bộ khóa học khác nhau, nhưng mà đây là cái bộ khóa học dành riêng cho các anh chị, cô dì, chú bác, nông dân, kinh doanh, sản xuất, nuôi trồng trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung, và nói thêm cả những cái sản phẩm như thủy sản, hải sản nữa. Tôi biết là nông nghiệp là riêng, thủy sản là riêng và hải sản là riêng, tôi biết, nhưng mà ta có thể ghép chung vào nhau được, và tôi tập trung vào lĩnh vực nông sản nhiều hơn, ok. Thế thì đấy là cái giới thiệu sơ lược về tôi. Tôi cũng giảng dạy như thế và tôi cũng tốt nghiệp rất là nhiều trường đại học, chuyên ngành về kinh tế, chuyên ngành về quản trị kinh doanh, chuyên ngành về luật. Tôi có những cái kinh nghiệm đào tạo về tư vấn về marketing online rất là nhiều, và đào tạo cho hàng nghìn học viên rồi, có đúng không ạ? Thì hy vọng là chúng ta có thể sẽ có những cái chương trình đào tạo khóa học này sẽ giúp ích cho các anh chị được ít nhiều. Thứ hai thì tôi muốn giới thiệu về nội dung của khóa học này. Nội dung của khóa học này thì tôi sẽ tập trung vào việc là tư vấn cho các anh chị các cái chiến lược marketing bán hàng cho ngành nông sản trên internet trong thời kỳ 4.0. Cụ thể thì tôi sẽ tư vấn các cái chiến lược về sản phẩm, ví dụ như là làm mới sản phẩm, thiết kế bao bì sản phẩm, rồi thì tạo giá trị cho sản phẩm, rồi thì đa dạng hóa sản phẩm, đặt tên cho sản phẩm, rồi thì nghiên cứu thị trường, phát triển những cái sản phẩm cho mình, bán cái mình có hay là bán cái khách hàng cần, đúng không ạ? Thế rồi thì tìm ra những cái sự khác biệt, gọi là USP, Unique Selling Point, tức là những cái sự khác biệt trong bán hàng mình. Tôi sẽ cố gắng nói bằng những ngôn ngữ đơn giản nhất, dễ hiểu nhất và hạn chế sử dụng tiếng Anh, bởi vì tôi biết là các anh chị và các cô dì chú bác là những người mà nông dân chân chất, rồi những người mà một nắng hai sương. Bản thân tôi thì cũng là con nhà nông đi lên thôi, chứ tôi cũng không phải là các cái nhà khoa học hay là những người ở trên trời
nói những cái điều ba nhăng ba cuội gì cả. Tôi cũng từng là đi cấy đi gặt, tôi cũng biết mùi đồng áng, tôi cũng biết là làm nấu ăn, tôi cũng biết là trồng củ khoai nó vất vả như thế nào, trồng cây mía nó ra sao. Tuổi thơ của tôi cũng đã trải qua cái điều đó, nên tôi sẽ cố gắng sử dụng những cái ngôn ngữ thuần Việt dễ hiểu nhất để cho anh chị cô dì chú bác hiểu được những cái quan điểm của tôi và làm theo những cái ý kiến mà tôi trình bày. Đó, đấy là cái chiến lược về sản phẩm. Và sau đó thì mình đánh vào thị trường nội địa như thế nào, mình đánh vào thị trường thế giới như thế nào, rồi cái công thức để cấu thành nên những cái sản phẩm có giá trị như thế nào. Đúng không ạ? Thì đấy là một số những cái mà liên quan đến sản phẩm. Rồi thì mình phải lấy khách hàng là trung tâm, mình phải liên tục phát triển các sản phẩm mới, đúng không ạ? Rồi thì các cái ý tưởng về mô hình, ví dụ như là từ trang trại đến bàn ăn, từ trang trại đến siêu thị, hay là từ trang trại cho đến những cái điểm bán khác nhau như thế nào, thì những cái tôi sẽ trình bày cho các anh chị. Thế rồi thì về chiến lược giá, cái chữ P thứ hai gọi là chiến lược giá, thì mình nên phát triển những cái chiến lược giá cao, giá thấp, giá bình dân, chiến lược giá về chi phí, mình đa dạng hóa giá như thế nào, mình phát triển những cái sản phẩm có giá cao, giá thấp, rồi thì mình làm bao bì để mình định giá ra sao, rồi mình tính toán các khoản chi phí, phòng ngừa các cái rủi ro, bởi vì nông nghiệp là một trong những cái ngành mà có rất nhiều rủi ro. Các anh chị biết rồi đấy, bởi vì là mất mùa, thiên tai, sâu bệnh, và tất cả những điều đấy đổ hết lên đầu bà con nông dân. Và chúng ta đã trải qua những rất nhiều các cái dịch bệnh, đúng không ạ? Vâng, thế đấy là lý do mà tôi đã dành ra một cái tháng Tết, tôi nghiên cứu cái nội dung cái chương trình này. Và hôm nay tôi quay cái video này, các anh chị thấy là tôi đang mặc cái áo rất là dày, bởi vì Hà Nội hôm nay lạnh 12 độ, rất là lạnh, đúng không ạ? Và tôi đang quay vào cái dịp Tết. Cho nên là rất hy vọng là những cái video này nó đến được tay với các anh chị và các bạn. Tôi đã dành ra cả một tháng để nghiên cứu về nội dung. Tôi đã dành ra cả một tuần để quay video. Và đội ngũ ekip công ty PA Marketing của tôi đã dành ra cả một tháng để biên tập cái video này, để đem đến cho các anh chị và các bạn những cái giá trị, những cái lời khuyên mang tính chiến lược, mang tính chiến thuật, để các anh chị và các bạn có thể bán được nhiều hàng hơn, có được giá trị lợi nhuận hơn và chủ động được cái hàng hóa của mình. Đấy, các cái chiến lược giá như thế nào, cách tính chi phí như thế nào, xây dựng các cái chính sách về chiết khấu bán buôn bán lẻ, đúng không ạ? Và để giảm bớt cái sự phụ thuộc vào thương lái, vân vân. Thế rồi cái nhóm thứ ba, cái nhóm thứ ba là tôi trình bày về các cái công cụ quảng cáo và bán hàng. Trong tiếng Anh người ta gọi là promotion, đúng không ạ? Quảng cáo và bán hàng. Thế thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn, cũng như là các bác nông dân, bà con, là rất nhiều những cái kênh online, kênh internet 4.0 hiện nay. Thí dụ như các anh chị có thể bán hàng trên Facebook cá nhân, bán hàng trên fanpage, bán hàng trên Facebook group hay còn gọi là hội nhóm, bán hàng bằng phương pháp chạy quảng cáo Facebook, bán hàng bằng Zalo, chạy quảng cáo Zalo, bán hàng bằng Instagram, bán hàng hoặc là xây dựng thương hiệu trên YouTube, rồi thì website, Google Ads, Google hiển thị, báo chí, PR, vân vân. Có rất nhiều kênh, đúng không ạ? Thì từng cái kênh đấy làm như thế nào tôi sẽ hướng dẫn cơ bản. Vâng, tôi biết là sẽ có những cái khó khăn đối với các anh chị và các cô dì chú bác, các bác nông dân, bà con, là các anh chị có thể thuần túy là những người nông dân, một nắng hai sương, ở ngoài đồng với con trâu, ở ngoài đồng với cây lúa. Bây giờ học Internet Marketing có vẻ xa xỉ, có vẻ rất là khó. Thế nhưng mà chúng ta muốn bán hàng, thời đại đã thay đổi thì chúng ta phải học thôi. Và tôi đã cố gắng là sẽ làm từng bước hướng dẫn các anh chị và các bạn dễ nhất có thể. Các anh chị là các bạn làm theo, làm đi làm lại, đúng không ạ? Vâng, tôi biết điều đấy là điều khó, nhưng chúng ta phải làm. Bởi vì chúng ta muốn tạo được giá trị, chúng ta muốn đưa được sản phẩm đến tay người tiêu dùng, chúng ta không muốn bị thương lái ép, chúng ta không muốn là phải giải cứu được mùa mất giá, đúng không? Thế lập website như thế nào, làm SEO web như thế nào, làm YouTube như thế nào, quay video như thế nào, viết bài như thế nào, chụp ảnh như thế nào, thì thầy Phan Anh là tôi, em, cháu, con là sẽ xin phép được hướng dẫn cho tất cả các anh chị và các bạn, cô dì chú bác, bà con nông dân, rồi thì những người mà nuôi trồng thủy hải sản, để có thể làm được cái điều đó một cách dễ nhất, được chưa ạ?
Vâng, thế rồi thì chúng ta cũng sẽ đưa sản phẩm của chúng ta lên sàn thương mại điện tử như là Lazada, Sendor, Tiki, Shopee vân vân. Rồi thì chúng ta cũng xây dựng thương hiệu và đăng ký các cái sở hữu trí tuệ, rồi đăng ký những cái việc mà an toàn đối với cái sản phẩm của chúng ta, được Bộ Y tế hoặc là Bộ Công Thương hay là Bộ Nông nghiệp, những cái cơ quan ban ngành mà người ta cấp phép cho cái sản phẩm chúng ta có thể được bán, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể là phát triển các kênh online và các kênh offline. Thì trong các kênh online thì tôi đã giới thiệu rất nhiều kênh rồi. Các kênh offline thì chúng ta vẫn còn, ví dụ như là chợ truyền thống, siêu thị, rồi thì chúng ta có thể bán hàng tại nhà, chúng ta có thể chế biến những cái sản phẩm đó. Đấy, thì đấy là những cái nội dung mà tôi sẽ chia sẻ, mặc dù là nó có những cái khó khăn, đúng không? Tôi cũng nói với anh chị là thời kỳ 4.0 bán hàng internet tại sao chúng ta phải làm, vân vân. Thì đấy là cái nội dung mà tôi sẽ trình bày với các anh chị và các bạn trong cái khóa học này. Mục tiêu của khóa học là giúp cho các anh chị và các bạn, cô dì chú bác, các bác nông dân, bà con là có thể dễ dàng tiếp cận với internet, các công cụ internet bán hàng cơ bản nhất tại thị trường Việt Nam, và đồng thời giới thiệu một số các cái kênh để giúp cô dì chú bác anh chị có thể bán hàng theo mô hình B2C, tức là mình bán trực tiếp cho khách ở thế giới. Các bạn đừng nghĩ là nông dân Việt Nam không bán hàng ra thế giới được, mà cứ phải là doanh nghiệp, đúng không? Nông dân cũng có thể bán hàng ra được, hoặc là tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu ra các thị trường thế giới. Mặc dù điều đấy là rất khó, bởi vì các cái tiêu chuẩn về nông sản của nước ngoài họ cao cấp hơn mình. Đấy, thì nhưng mà ý tưởng thì tôi cũng sẽ trình bày với anh chị. Quan trọng nhất là tôi muốn tập trung việc bán lẻ trực tiếp trên mạng cho các cái thị trường nội địa. Chúng ta có thể bán quanh tỉnh của chúng ta hoặc là bán các cái vùng lân cận. Chúng ta có thể tìm kiếm khách hàng trên toàn quốc, bán sỉ, bán lẻ, rồi thì chế biến sản phẩm. Thì đấy là cái ý tưởng của khóa học này. Và chúng tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn thao tác từng bước nếu như mà có những cái công cụ như là Facebook hay Google hay Zalo, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị chi tiết để các anh chị có thể làm từng bước như vậy cũng rất là dễ, được không ạ? Vâng. Ok, thì những ai nên học cái khóa học này thì rõ ràng là cái tên của cái khóa học đấy chính là chúng ta bán nông sản, thủy sản, hải sản online thời kỳ 4.0. Thì cứ những người nào mà làm trong lĩnh vực nông nghiệp, các bác nông dân, những người mà buôn bán sản phẩm nông sản sạch, sản phẩm hữu cơ như là thịt, gà, cá, trâu, bò, đúng không ạ? Rau, củ, quả, đấy, rồi thì con tôm, con tép, rồi thì nước mắm đều có thể làm, hoặc là các cái làng nghề truyền thống đều có thể làm. Vì vừa rồi tôi cũng tư vấn cho một số cái cơ sở kinh doanh nước mắm truyền thống, nước mắm từ con cá, từ con mực, đấy, thì họ thay đổi bao bì, thay đổi chiến lược giá và họ tiếp cận online cũng khá là tốt. Và hiện nay các anh chị thấy là cái xu hướng bán hàng online nông sản cũng rất là nhiều. Thì tôi muốn trình bày với các anh chị và các bạn một số những cái bài như thế để các anh chị và các bạn có thể hình dung, tiếp cận cũng dễ thôi, được chưa ạ? Vâng, tất cả những người là những người sản xuất, chủ doanh nghiệp, những người mà nuôi trồng, những người kinh doanh, những người bán hàng online và những người trực tiếp sản xuất, canh tác ra cây lúa, ra con gà, ra quả trứng hay là ra cái giò phong lan, bất kể một cái sản phẩm gì liên quan đến nông nghiệp, thủy sản, hải sản thì các anh chị các bạn đều có thể học. Với những người lớn tuổi thì mình có thể mua cho con cháu mình học, hoặc là với những người trẻ thì có thể học để làm cho bố mẹ, cô dì chú bác của mình đó, chứ không nhất thiết là chúng ta nói tôi lớn tuổi rồi tôi không áp dụng được. Chúng ta đừng nghĩ như thế. Hoặc là chúng ta sẽ có một cái điện thoại di động như thế này, chúng ta đã có thể tiếp cận trong tay cả thế giới cũng như là Việt Nam rồi, đúng không? Bởi vì bây giờ ai cũng có một cái điện thoại di động, và trong cái điện thoại di động này họ có một cái Facebook, họ có một cái Zalo, họ có một cái Instagram, họ có một cái Messenger, họ vào đọc báo chí, họ có thể bạn trẻ để dùng TikTok, vân vân. Rất là nhiều công cụ, thì đấy chính là những cái cách mà mình sẽ tiếp cận với khách hàng của mình. Đấy, nông dân bây giờ cũng phải A còng, cũng phải 4.0. Nông dân bây giờ ra ngoài đồng cũng phải live stream, cũng phải chụp ảnh selfie Instagram, cũng phải chia sẻ với khách hàng của mình về quá trình nuôi trồng để làm sao mình có thể bán được hàng. Mình tranh thủ các cái vụ
Tết hay là những cái vụ lễ hội mình bán được rất nhiều hàng và kiếm được tiền rất là tốt. Thì đấy là ý tưởng của tôi về cái khóa học này. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là một chuyên gia về marketing online hàng đầu Việt Nam, có bằng cấp, có uy tín, có chất lượng đàng hoàng. Những chỉ dẫn của tôi đối với các anh chị và các bạn là rất là nghiêm túc, rất là tâm huyết, với mục tiêu mong muốn là giúp đỡ các anh chị, các bạn, các cô dì chú bác, bà con nông dân có thể làm dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thị trường bán buôn bán lẻ trong nước, đặc biệt là trong nước, giảm bớt sự phụ thuộc vào thương lái và tăng được cái giá trị thương hiệu, giá trị đơn hàng và lợi nhuận, giảm được các cái rủi ro cho mình. Và một phần nữa tôi sẽ giới thiệu về các cơ chế xuất khẩu, các cái sàn, các cái trang web có thể bán hàng online. Điều này cũng khó nhưng chúng ta cũng có thể học. Thời kỳ của chúng ta là thời kỳ 4.0, và thời kỳ của chúng ta là chúng ta mọi thứ đều internet hóa, mạng xã hội rất phát triển. Cho nên hãy trở thành một người nông dân một người nông dân 4.0, và sản phẩm của chúng ta cũng phải tiếp cận theo hướng là bán cái khách hàng cần chứ đừng bán cái mình có. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học đầu tiên. Xin chào và gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.